không muốn giảm trí nhớ, bệnh tim mạch, hãy ngừng giải trí bằng điện thoại, laptop. Tại sao mình lại nói như vậy? Chúng ta hãy cùng bắt đầu với tác hại của việc dùng điện thoại, laptop quá nhiều đối với sức khỏe. Thứ nhất, việc ngồi lâu trước máy tính có thể dẫn đến chứng hay quên, đãng trí. Nhà tâm lý học người Mỹ, ông Michael Pietrus đã cho biết có quá nhiều yếu tố kích thích của máy tính khiến chúng ta mất tập trung và làm việc không thực sự hiệu quả. Điều này sẽ dẫn đến chứng hay quên và đãng trí. Thứ hai, đó là tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch vào độ tuổi 30 đến 35. Theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Doãn Lợi, Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, độ tuổi mắc bệnh tim mạch thường là ở từ 50 đến 90 tuổi, nhưng hiện nay có rất nhiều bệnh nhân ở độ tuổi sung sức như 30 đến 35 đã mắc phải các chứng bệnh về huyết áp, tim mạch, thậm chí không ít trong số đó đã tử vong do nhồi máu cơ tim. Điện thoại, máy tính không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra các bệnh trên, nhưng đó là nguyên nhân gián tiếp, bởi vì số lượng chương trình giải trí trên mạng hiện nay quá nhiều khiến cho chúng ta có xu hướng giải trí bằng internet và lười chơi thể thao, lười vận động chính là nguyên nhân của bệnh tim mạch. Thứ ba, đó là trầm cảm, lo âu. Dành quá nhiều thời gian sử dụng smartphone có thể gây ra lo lắng, thậm chí là trầm cảm. Nghiên cứu tại Đại học Northwestern, Mỹ đã cho biết người bị trầm cảm trung bình sử dụng điện thoại 68 phút mỗi ngày, trong khi những người có sức khỏe tâm thần tốt chỉ sử dụng 17 phút mỗi ngày. Đại học Gothenburg, Thụy Điển cũng có nghiên cứu tương tự và kết quả cũng khẳng định việc dùng điện thoại nhiều làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về trầm cảm. Thứ tư, đó là tăng nguy cơ ung thư màng não. Tháng 5 năm 2014, các nhà khoa học của Pháp đã đưa ra cảnh báo rằng những người thường xuyên sử dụng điện thoại di động có nguy cơ phát triển một số loại ung thư não. Trong báo cáo của mình, các nhà khoa học Pháp đã phát hiện ra những cá nhân sử dụng điện thoại hơn 15 tiếng mỗi tháng trong bình quân 5 năm có nguy cơ phát triển ung thư màng não và ung thư thần kinh đệm gấp 2 đến 3 lần so với những người ít dùng điện thoại. Trước đó, năm 2011, Viện Nghiên cứu Quốc tế về ung thư cho biết các tần số vô tuyến khi sử dụng điện thoại có thể gây ung thư. Tác hại của việc giải trí bằng điện thoại, máy tính thì quá nhiều. Vậy nếu chúng ta giải trí bằng cách chơi thể thao thì chúng ta sẽ có được những lợi ích gì? Lợi ích của việc chơi thể thao. Thứ nhất, đó là chơi thể thao giúp cải thiện trí nhớ. Việc luyện tập thể thao giúp cho máu lưu thông lên não, nhờ đó não được cung cấp đầy đủ oxy. Kết quả là tăng khả năng tập trung hơn, giúp cải thiện trí nhớ và khả năng học tập. Thứ hai, đó là luyện tập thể thao giúp cho thần kinh chậm lão hóa. Khi luyện tập thể thao, máu sẽ tăng cường lưu thông lên não và kích thích trung tâm trí nhớ ở vùng hải mã, giúp chống lại các bệnh thoái hóa về thần kinh như Alzheimer hay Parkinson. Thứ ba, đó là giảm lo âu, căng thẳng. Trong quá trình chơi thể thao, cơ thể giải phóng ra serotonin và dopamine có tác dụng làm dịu những căng thẳng, lo âu. Thứ tư, đó là tăng sự tự tin. Những hoạt động thể chất đều đặn, thường xuyên giúp cho tăng cường và kích thích một vùng não được gọi là vùng trán thể vân. Vùng này khi được kích thích sẽ tăng thêm sự tự tin của bản thân. Tới đây chắc hẳn bạn đã muốn chơi thể thao để giải trí thay vì sử dụng điện thoại, máy tính. Vậy thì nên chọn môn thể thao nào để chơi? Những môn thể thao dễ chơi. Tốt nhất vẫn là chơi những môn thể thao có sự tương tác giữa người với người như đá banh, cầu lông, tennis, bóng bàn, bóng rổ, vân vân. Điều quan trọng là đừng ngần ngại khi bắt đầu tập chơi. Hãy rủ bạn bè của bạn cùng chơi thể thao, như thế tốt cho bạn và cũng tốt cho bạn của bạn. Đó cũng là cách để cải thiện sự tự tin, khả năng giao tiếp của bản thân. Nếu như bạn vẫn chưa rủ được bạn bè, hãy bắt đầu bằng những môn thể thao cá nhân như nhảy dây. Rất nhiều vận động viên boxing, võ thuật đều chọn phương pháp này để làm tăng thể lực. Nếu như bạn ít vận động, từ xưa đến giờ thì chỉ cần nhảy 100 cái là đủ thấm mệt. Nếu cứ duy trì như thế và tăng lên 500 cái mỗi ngày thì bạn sẽ thấy sự khác biệt trong sức khỏe và tâm trạng của bạn. Thứ hai, đó là hít đất. Môn này không cần chuẩn bị gì cả và có thể tập ở bất kỳ nơi đâu. Bạn có thể xem các hướng dẫn tập hít đất ở trên mạng để tập cho đúng cách và hiệu quả hơn. Thứ ba, đó là tập tạ. Chỉ cần một cặp tạ nhỏ là bạn có thể bắt đầu. Tất nhiên là bạn cũng nên xem hướng dẫn để tập cho đúng cách và nên tập tạ nhẹ nhưng tập nhiều cái. Như thế sẽ tăng sự dẻo dai. Tuy cơ sẽ không to ra nhiều nhưng sau này khi nghỉ tập thì không bị nhão và chảy xệ. Khí công nguyên pháp. Đây không phải là môn thể thao đơn thuần mà là khí công. Môn khí công này mình được học ở chùa Phật Quang, Bà Rịa Vũng Tàu. Người tập khí công lâu năm sẽ có sức khỏe phi thường, dù nhìn bên ngoài họ không có cơ bắp gì nhiều. Đó là lý do mà những võ sư ngày xưa đều luyện tập khí công để tăng cường sức mạnh và sự dẻo dai của họ. Riêng về khí công nguyên pháp thì còn giúp giảm căng thẳng, tăng sự tập trung, ý chí của người tập. Đó là vì môn khí công này làm cho lực ở trên đầu di chuyển xuống phần dưới của cơ thể. Khi lực giảm ở trên đầu thì đầu óc sẽ trở nên minh mẫn, sáng suốt và thông minh hơn. Các bạn muốn luyện tập môn khí công này, hãy xem hướng dẫn ở phần comment. Chúc các bạn đều từ bỏ được việc giải trí bằng điện thoại và máy tính để có được sức khỏe tốt và phòng chống bệnh tật sau này. Hãy đăng ký để theo dõi clip mới nhất, đừng quên like, share nếu bạn thấy hữu ích.